giờ chuyển vào trong Nam ở rồi. Thanh Nga đóng à? Thì giờ chuyển đi bạn nha, ngoài đấy ba xét vào trong ở đấy nhé. Chứ sáo ở ngoài đấy có ai ở đấy nữa. Sáo ở qua nhà cho ba xét vào trong còn đó. Giờ tặng ở mất. Đấy. Tặng với lấy cờ mất. Ba xét thầy á. Thanh thầy ở trong. Trạng, trạng với giờ đi măn cũng thấy. Lợt chơi. Đẻ đó. Lợt thì ở nhà rồi. Đủ bẹp thì mua này có việc cất. Bẹp cho con nám hai cái măn dưới bánh chứ. Với như tôi cũng thấy như kiểu thì hẳn gần đấy là bữa mới có việc ở chài chuồng nhà vai suốt đấy chứ. Sau anh đủ bẹp Hà Nội có việc cất. Cũng lớn này mới cho trời xe đi cho cả đấy cả co em mấy người ông ta bên ấy rất nhiều để chấm chạm nhân chạm giấy mấy người ngồi đi nhờ đoàn cho hả kéo sùng xà đi vợ có chè được xe có hơi có chè được mấy người tư cười nha mấy người thì la đâu mấy rất ông ta bên ấy để chấm chạm đấy mình thương phòng cả. Mình thương phòng quá coi là gẫm bên ấy chầu mình đau cười nha ba thẩm đấy chúng được coi đâu tế này rất là dài đó kéo đi va chấm đoàn này cũng ngồi được cho ra khỏe lào hệ chứ mà sẽ là sẽ không có hỡi không ngồi khá ngang mình người sửa giặt đi không có giặt mà được cái anh về hơn 2 năm không? Mới có giá hài nữa hơn 2 năm. Không nghe rồi, tại chú có đội thù à? Thế? Đã bỏng có đội thù à? Đã bỏng thằng 13, 43 13. À thằng 10, thằng 14, 43 Hoa 13, 1 đeo. Rồi, có đạt đâu mà đã đôi món nữa thầy. Thứ nhất đã đôi món nữa mới thằng một cổng rồi, đã đôi món đó. Vậy em ơi. Thằng này đi gọi đâu? Đấy. Thằng này đi ra lửa chứ có ai. Đi như mỗi năm rồi cứ mỗi năm rồi nó cứ có thêm một ngày vài ba ngày không vài ngày khác bưu quá rồi. Chính chuyện năm nay là mới đạt đàn mỡ. Toàn là đi. Toàn đi như lợp ra xé xịn mỡ. Toàn ra là đã xong rồi hoặc là Nam Hà mình đã nhỉ. À Nam Hà không đã. Cho thằng cho thằng Tung hù về hả? Thằng Tung cho về hù về đấy. Không có đạt tên đàn. Lào chứ trong Bình Dương ra đung nái sao chứ đâu. Lào về khánh thứ hữu vầy. Năm nấy được là gió chó hai đích nữa vầy hữu vầy. Chắc bọn hả? Thu món không à? À thu món là có tần hoa 13 hai đeo nữa là gió ngọc rồi nhí. Ngọc ngọc một vô đi. Có chứ đích mô đực chi đực chi mới bả mà hé bắt gòn bèo bèo này. Ừ, quen mẹ tên này chứ. Đực ném biển thì ngóc một vô. Đừng ngoài biển bánh phì bươi trắng ngoài này nè ném xong mà ông ta hạt vô luôn. Đờ bọng vô gòn chứ có trùng ai. Kiểu lứa chắc lao nhưng mà bọng hơi cáo đó ông ta với vợ nữa nó múc vô gòn luôn. À. Rồi xong có tần anh Thánh Sơn anh à tần ở là anh Thánh Sơn bắt hiệp một rồi vậy ngóc bố thái vào hai quả nhỉ? Là hai đeo rồi hai đeo là nghỉ luôn quấn mấy bác ở trong tay coi nghỉ luôn
Thì khoảng lớn khoảng 5 phút hoặc 2 phút nữa là ngọc mà múc cho quả vô hai đều rồi nhỉ. Chứ đứng thẳng 2 1. Nếu mà 1 2 phút nữa là ngoắc quả vô rồi nó nghỉ luôn. Chửi chạy thôi. Chú cho. Chú cho hiểu cho đã chứ, hiểu cho đã chứ. Anh mà chửi. Hiểu chứ có sức nữa, vô chạy chắc càng được vài phút ra. Tại ông đã chạy chạy được chứ ông đã chạy 5 phút ra lại. Có thằng mẹ có thằng là thẻ chiến trường thằng thằng chỉ nhúng thử rồi. Ừ. Thằng đã được chứ có thử. Thằng là kiểu hạng dân dân kiểu như hiệu vĩnh ạ. Kiểu thuần được khá chấn vậy. Ý là chó hành đã nửa nửa rưỡi đấy, không có hành lấy cáo. Kiểu hành đã được bọng đi ngại đấy. Hành đã mạnh lên phía trái được. Kiểu có bọng hành sụt lên phía trái được là được. Mà vẫn kiểu vẫn vẫn hé lưa quá, là vẫn hé lưa. Mất bọng nhiều. Tụi đã bọng đến mấy sợ mà bỏ mấy đứa nước trang tóc ngao anh Hoàng. Mà cả bay cái đá ngoài đấy mà thì có mấy thanh nhỏ nhỏ vô quấn mấy bọn nó thanh thối tan chứ khỏi hay anh vô thế chứ rồi lặng bậc đây rồi đang bay được mấy đại bay.